Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa bầu Meiji Mama 350g giá bao nhiêu tiền, mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này, nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Maisy Mama Milk cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết hỗ trợ sức khỏe cho bà mẹ mang thai và đang cho con bú cũng như sức khỏe và sự tăng trưởng của thai nhi và trẻ nhỏ. Sản phẩm không chỉ chứa các chất dinh dưỡng cơ bản như chất đạm, chất béo, chất đường bột mà còn chứa các vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, kẽm, axit folic là những vi chất dinh dưỡng thường khó hấp thụ qua thực phẩm khi mang thai và cho con bú. Sản phẩm có chứa DHA cần thiết thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi và trẻ nhỏ có chứa FOS và chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Một ngày hai cốc khoảng 400ml Meiji Mama Miu cung cấp hơn 30% lượng dinh dưỡng khuyến nghị của 13 loại vitamin và chất khoáng cần thiết cho phụ nữ mang thai và cho con bú được quy định bởi FAO, WHO. Hơn nữa còn cung cấp trên 60% hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu và cho con bú như sắt. Acid folic, kẽm, canxi, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.